Chào mừng các bạn trở lại với kênh Football España, nơi cung cấp những thông tin thú vị về tất cả những gì liên quan tới bóng đá Tây Ban Nha. Những ngày gần đây, các fan của Lionel Messi hẳn đã bắt đầu nhận ra bên cạnh thần tượng của mình luôn xuất hiện một cái bóng đặc biệt. Đó là một anh chàng đầu trọc với vẻ mặt lạnh lùng, dáng người không cao, nhưng vạm vỡ như một đô vật. Đó chính là vệ sĩ riêng của Leo, người luôn kèm sát ngôi sao người Argentina như hình với bóng ở mọi lúc, mọi nơi, và không cho ai tiến gần thân chủ của mình mà không được phép. Anh chàng bự con này luôn là người xuống xe buýt đầu tiên để đảm bảo xung quanh không có gì có thể gây hại cho Messi trước khi tháp tùng Leo đi vào sân. Gã vệ sĩ mặt lạnh cũng sẽ hạn chế tối đa những hành động tiếp xúc gần của các cổ động viên với Messi, dù chỉ là một cái khoác vai. Anh ta thậm chí còn được câu lạc bộ Inter Miami cho phép xuống sát đường pit để đảm bảo an toàn cho Messi ngay trên sân. Và cách đây chưa lâu, anh chàng vệ sĩ này đã chặn được một fan quá khích nhảy xuống sân và lao vào Messi trong trận gặp Philadelphia ở CONCACAF League Cup. Sự tận tụy và thái độ chuyên nghiệp trong công việc ấy đã khiến không ít người đặt ra câu hỏi, cái bóng này là ai? Một YouTuber ở Mỹ khẳng định, đây là vệ sĩ riêng mà chủ tịch David Beckham của Inter Miami thuê cho Messi. Vì tuy đội bóng MLS đã tăng cường đáng kể số lượng nhân viên an ninh sau sự xuất hiện của nhà vô địch thế giới năm 2022, họ vẫn để xảy ra sự cố một cổ động viên nhảy vào sân và chạy về phía Messi ở trận gặp Atlanta United. Theo khẳng định của YouTuber nói trên, thì anh chàng vệ sĩ này có profile cực khủng. Cụ thể, đó là một cựu thành viên của lực lượng biệt kích siêu thuộc Hải quân Mỹ. Và tuy không phải quá cao lớn, nhưng anh chàng này rất có kinh nghiệm đánh đấm. Do từng có nhiều năm chiến đấu trong lực lượng quân đội Mỹ ở các chiến trường Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Pháp lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác. Anh chàng vệ sĩ này thực ra không phải cựu biệt kích, mà là một bảo vệ được Paris Saint-Germain thuê riêng cho Messi, khi ngôi sao người Argentina mới rời Barca để chuyển đến Paris. Trước đó, anh chàng có tên Yassin này cũng chỉ làm bảo vệ cho cửa hàng bán đồ chính thức của câu lạc bộ Pháp, nằm trên đại lộ Champs-Élysées. Yassin đã gắn bó với Messi suốt thời gian tiền đạo này thi đấu ở Pháp, và Leo thậm chí còn follow trang Instagram của anh chàng vệ sĩ. Cũng vì quá ấn tượng trước sự chuyên nghiệp của Yassin mà sau khi chia tay Paris Saint-Germain, Messi đã lôi cái bóng của mình đi theo sang Mỹ khi chuyển đến khoác áo Inter Miami. Và giờ thì dù có yêu Messi đến mấy, bạn cũng đừng dại mà tiến quá gần tới thần tượng của mình. Vì tuy không phải là lính biệt kích, nhưng anh chàng này lại là một võ sĩ MMA khá khét tiếng. Yassin đã theo đuổi môn võ tổng hợp này từ rất lâu, đã từng có thời gian mò sang tận Thái Lan để tu nghiệp thêm Muay Thái và từng có không ít lần thượng đài. Do đó, các cổ động viên đừng vội nghĩ rằng việc tiếp cận Messi cũng dễ như đi chợ. Giống như khi họ tình cờ gặp cả gia đình anh đi shopping trong một siêu thị lúc Leo mới sang Mỹ. Vì chỉ cần vượt qua ranh giới an toàn, bạn có thể sẽ phải trả giá. Giống như người đàn ông tội nghiệp này, người đã lĩnh chọn cú đấm của tay võ sĩ MMA vào mặt do định tiến lại gần để chụp ảnh Messi cùng cô vợ Antonella.